Một ngày nọ, toàn bộ loài cua biến mất. Con người đã đi tìm ở biển, đại dương, hồ, sông, rừng nhiệt đới. Không còn một con cua sống nào, chỉ có những cái vỏ cũ. Cua lột xác nhiều lần trong suốt cuộc đời, cơ thể chúng tiếp tục phát triển nhưng lớp vỏ thì không. Do đó chúng vứt lại bộ đồ cũ kia và ẩn náu. Chúng đợi chờ trong im lặng cho đến khi lớp vỏ mới phát triển. Nhưng tại sao tất cả những con cua lại lột xác trong cùng một ngày? Chúng đang trốn ở đâu nhỉ? 6 tháng sau. Ngon. Một ngư dân già nói và kéo chiếc cần câu của mình lên. Ông ấy đang ra khơi và đánh bắt cá ở Đại Tây Dương. Cái cần câu đã không di chuyển trong một tiếng đồng hồ, nhưng giờ nó đã cài chặt vào một thứ gì đó rất lớn. Ngư dân dùng hết sức bình sinh để kéo cần câu khỏi mặt nước. Sau đó, niềm vui trên khuôn mặt ông biến thành nỗi sợ hãi. Một chiếc càng cua khổng lồ vọt khỏi mặt nước và cắt đứt dây câu. Chiếc càng thứ hai xuất hiện và nghiền vỡ tan con thuyền chỉ với một lần kẹp. Ngay sau đó, một con tàu chở hàng chạy ngang qua khiến con quái vật sợ bỏ đi. Một số thủy thủ kéo người đánh cá lên boong, rồi ông nhìn xuống từ boong tàu. Một con cua to bằng xe hơi đang tung tăng bơi lội. Càng của nó lại vọt lên và bám vào cái thân kim loại của con tàu. Tiếng rít trên bề mặt kim loại thật rợn người. Thuyền trưởng ra lệnh tăng tốc độ tới tối đa về phía trước. Và với một cú sốc trên mặt nước, cái càng khổng lồ lơi ra. Con tàu hướng về phía bờ khi thủy triều bí ẩn đang xuống. Một chấn động kỳ lạ xảy ra trên bờ. Cát bắt đầu tự lún xuống và tạo thành phễu. Những con cua khổng lồ bò từ đó ra. Có hàng trăm đến hàng nghìn con và tất cả đều hướng về phía mặt nước. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, la hét và chạy về phía đất liền. Lúc đang bỏ chạy, ai đó đã quay phim cảnh tượng điên loạn này và video đó trở nên nổi tiếng. Thảm họa này không chỉ xảy ra ở đó, mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới đang phải đối mặt với những con quái vật ấy. Không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Cua đào hang khi chúng lột xác. Sâu dưới cát, chúng được bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi và thời tiết xấu. Lần này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chúng đã ẩn dưới đó lâu hơn bao giờ hết nên có nhiều thời gian để phát triển. Trong 6 tháng qua, loài cua đã chờ đợi lớp vỏ mới phát triển. Giờ chúng đã lộ diện và chỉ muốn một thứ duy nhất, thức ăn. Phần lớn các loài cua đều ăn cá, dù còn sống hay không, ốc và cả những con cua khác hoặc bất cứ thứ gì ngáng đường. Chúng thích đánh nhau và rất hiếu chiến. Nhưng bây giờ chúng đã quá to nên những động vật có vỏ nhỏ bé và tảo không đủ dính răng với chúng. Một con cá lớn sẽ rất ngon lành nhưng cua không thể bắt cá vì loài này bơi không giỏi. Nhưng trên đất liền chúng di chuyển khá nhanh. Những con cá lớn vẫn an toàn nhưng còn chúng ta thì sao? Một ngày sau, hàng nghìn con mắt nhô khỏi mặt nước như cái kính tiềm vọng của tàu ngầm vậy. Cua có thể lực tuyệt vời và có thể phát hiện ra một bữa ăn tiềm năng từ rất xa. Đôi mắt của chúng có thể phân biệt giữa nhà cửa và các vật thể chuyển động như ô tô và con người. Hàng nghìn cặp càng sắc nhọn đang búng lên hồi trôi khỏi mặt nước và tiến về thành phố. Đường phố trở nên hỗn loạn, cua bò khắp nơi, húc đổ cột điện, lật ngửa xe hơi, đập vỡ các cửa kính. Mọi người chạy vội trên phố và hướng về con hẻm nhỏ. Một con cua chặn đầu cái hẻm, nó nhìn con mồi của mình, nhưng có vẻ như con hẻm ấy quá hẹp và mọi người vẫn an toàn. Không đâu, con cua nghiêng người và ép mình vào cái hẻm. Nó đói và liên tục búng cặp càng của mình. Mọi người bị chặn tứ phía vì cua ở khắp nơi. Lối thoát duy nhất là đi lên trên. Mọi người trèo lên thang cứu hỏa để lên mái nhà. Những con cua cố gắng bám theo, nhưng mọi thứ chúng bám vào như cây cối hay cả thang cứu hỏa bằng kim loại đều bị nghiền nát dưới sức nặng kinh khủng của chúng. Những con cua chỉ còn biết nhìn lên với cái bụng đói. Mọi người thấy những con cua đang phá hủy thành phố của họ từ trên mái nhà. Con người thua mình trong nhà, nhưng điều đó không ngăn được lũ cua. Chúng phá cửa và tường. Mọi người tập trung trên các mái nhà, nhìn lên trời để cầu cứu. Máy bay trực thăng cuối cùng cũng đến và sơ tán cả thành phố. Những con cua khổng lồ có thể sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng trên đảo Christmas. Hòn đảo này nằm ở vùng biển giữa Indonesia và Úc. Người dân trên đảo đã phải đóng gói đồ đạc, lái xe ra bến tàu và rời khỏi đảo. Họ không những sợ hãi mà còn bối rối. Khi những người cuối cùng rời đi, hòn đảo trở nên yên tĩnh nhưng vẫn không có con cua nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bầu trời u ám và mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ngay khi giọt đầu tiên chạm đất, một chấn động cực nhỏ lan trên mặt đất. Khu rừng nhiệt đới giữa đảo bắt đầu thay hình đổi dạng, cây cối đổ rạp và mặt đất rung chuyển. Nhưng đây không phải là trận động đất, chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Những con cua khổng lồ thò đầu ra ngoài, không phải hàng trăm
hay hàng nghìn mà là hàng chục triệu con. Mỗi năm, loài cua này đều di cư từ rừng nhiệt đới đến bờ biển Ấn Độ Dương để sinh sản. Hồi còn kích thước bình thường thì loài cua này đã bò đầy các con đường rồi. Trông chúng cứ như một dòng sông màu đỏ vậy. Cuộc di cư kéo dài khoảng 3 tuần. Giờ đây vì đã quá lớn nên những con cua này chiếm đóng gần một nửa hòn đảo. Chúng phá hoại cây cối, ô tô, nhà cửa hay mọi thứ trên đường chúng đi. Sau đó, loài cua này biến mất vào Ấn Độ Dương đột ngột giống cách chúng tới vậy. Các hòn đảo trông cứ như thể vừa có một cơn bão quét qua vậy. Thợ săn cua xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Họ bẫy những con quái vật và thuần hóa chúng. Nhưng không, người ta không dùng cua làm thú cưng mà cưỡi chúng đấu thương. Vào thời Trung Cổ, hai hiệp sĩ cầm giáo sẽ cưỡi trên lưng ngựa và lao vào nhau. Bây giờ ta có các giải đấu cua. Cua siêu lớn thay cho ngựa và càng thay cho giáo. Những con cua khỏe nhất sống trên các hòn đảo nhiệt đới ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đó là cua dừa. Chúng không cần nhiều nước, chủ yếu sống trong rừng và càng của chúng là loại khỏe nhất trong số các loại càng cua. Cặp càng ấy mạnh mẽ tương đương với cú cắn của một con cá sấu châu Mỹ vậy. Hãy thử tách đôi quả dừa nào. Bạn sẽ cần một cái búa hoặc một số dụng cụ khác. Tuy nhiên, lúc còn ở kích thước bình thường thì những con cua này chỉ cần dùng càng là xong. Giờ đây chúng có thể chặt cây cọ làm đôi mà chẳng tốn sức cho lắm. Nhưng vẫn còn tin tốt. Nhật Bản là quê hương của một số loài cua có ích, trong số đó là cua nhện, loại cua lớn nhất thế giới. Kích thước bình thường của chúng là khoảng 3,5m tính từ càng bên này đến càng bên kia, nghĩa là bằng chiều dài của một chiếc ô tô. Đôi chân dài khiến chúng trông giống như nhện, không có nhiều loài động vật ngoài kia muốn đối đầu với một con cua lớn như vậy đâu. Hiện tại, những con cua nhện bằng một tòa nhà 5 tầng và mỗi bước đi của chúng dài khoảng 3m. Còn một điều cực kỳ thú vị nữa, đó là những con cua này có thể sống tới 100 năm. Và còn tuyệt hơn khi chúng không hung hăng. Những anh bạn khổng lồ thân thiện này chủ yếu ăn thực vật và chúng đã được thuần hóa để cưỡi, giống như cưỡi một con lạc đà cỡ lớn vậy. Giờ cua không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù nào. Dân số của chúng bắt đầu bùng nổ. Chúng chiếm lấy hành tinh, còn con người thì bất lực. Lớp vỏ chắc chắn bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm và những cặp càng sắc nhọn cũng không đùa được đâu. Các thành phố dựng lên những bức tường khổng lồ để bảo vệ người dân, còn các nhà khoa học thì cố gắng đi tìm giải pháp trong vô vọng. Cua không chỉ sống gần bờ mà còn trong rừng, sông, hồ, hầu như là bất kỳ nơi nào có độ ẩm. Thật khó để đuổi một con cua khổng lồ chứ chưa nói đến hàng trăm con. Mọi người bắt đầu nghĩ tới sự an toàn ở các sa mạc khô khốc và rộng lớn. Thật khó để tồn tại, con người cũng cần thức ăn và nước uống cũng như các con cua khổng lồ vậy. Cua đang chiếm lấy mọi thứ. Con người không có đủ nguồn lực để ngăn chặn chúng. Có vẻ như mọi hy vọng đã tắt ngúm. Nhưng ngay sau đó, mọi người chợt nhớ ra điều đấy. Không cần đến các nhà khoa học và nhà phát minh nữa rồi. Một mẹo nhỏ của những lão ngư già có thể sẽ là chìa khóa để kiểm soát lũ cua. Nó được gọi là cua trong xô hay bẫy cua. Nếu bạn cho nhiều con cua vào một cái xô thì chúng sẽ không thể trốn ra ngoài được. Theo bản năng, chúng bắt đầu đụng độ nhau. Khi một con cua trèo lên thì những con cua khác sẽ cặp lấy và kéo nó xuống. Không nhất thiết là phải một cái xô, bẫy có muôn hình vạn trạng, hình phễu, hình khối, thậm chí hình kim tự tháp. Đó là những gì mọi người quyết định làm. Họ đào những con mương sâu trên khắp thế giới và tráng bê tông để những con cua quái vật không thể đào đường thoát ra ngoài. Sau đó họ dụ cua bằng một số loại cá và rong biển ngon lành. Khi đã chui, cua sẽ bị mắc kẹt. Chiến thắng rồi! Và sớm thôi, tại các siêu thị trên toàn thế giới sẽ có một đợt giảm giá đặc biệt cho cua tươi. Này, đừng quên mua nước sốt hải sản đấy nhé.